Chào các bạn, tôi là Nguyễn Công Trình. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái mạch mã hóa. Thì mạch mã hóa là gì? Mạch mã hóa là mạch có nhiệm vụ biến đổi những cái ký hiệu quen thuộc với con người sang các ký hiệu không quen thuộc với con người. Đấy. Mạch giải mã thì có cái nhiệm vụ là biến đổi ngược lại. Đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cái mạch mã hóa nhị phân từ 8 sang 3. Thì ở đây chúng ta có là chúng ta nhìn hình này. Chúng ta có thể là trong đó từ x0 cho đến x7 nó chính là các tín hiệu đầu vào đấy A, B, C, nó là các tín hiệu đầu ra. Đấy. Thì cái mạch mã hóa nhị phân nó thực hiện biến đổi cái tín hiệu đầu vào thành một cái mã nhị phân tương ứng ở đầu ra. Ví dụ này, 0 thì nó biến đổi thành 0, 0, 0. 1 thì nó biến đổi thành 0, 0, 1. Đấy, tương tự như thế. Thì chúng ta có thể lập bảng như sau. Đây là cái bảng mà chúng ta cho thấy cái việc mà tác động tích cực đầu vào với mức logic là 1. Ta có bảng trạng thái như sau. Thì ở các giá trị này, chúng ta sẽ điền 0. Không hết. Đấy, tương tự như thế này. Đấy, thì chúng ta điền tiếp. Tương ứng với các đầu ra của nó, ở đây chúng ta sẽ tương ứng giá trị này là 0, 0, 0. Đấy, đây là 0 này. 0 này. Đây là 0, 0, 1. Đây là 010. 010. Đấy. Đây là tiếp theo là 011. Tương tự như thế chúng ta có 100, 101 rồi là 1, 1, 0, 1, 1, 1. Đấy. Đây là cái bảng trạng thái của nó, tương ứng với là từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Đấy. Các bạn có thể liên hệ với mình qua cái địa chỉ Facebook này nhé. Đấy. Mình giải thích này, khi một đầu vào ở trạng thái tích cực và các đầu vào còn lại thì không được tích cực, tức là ở mức thấp ấy, ở mức logic 0 ấy, thì đầu ra sẽ xuất hiện mã tương ứng. Đấy. Cụ thể, khi đầu vào là x0 là bằng 1 thì các đầu vào còn lại là bằng 0 hết. Đây, từ x1 đến x7 là bằng 0 hết. Đấy. Và nó xuất hiện mã ở đầu ra là 0, 0, 0. Đấy. Nhắc lại là khi một đầu vào ở trạng thái tích cực và các đầu vào còn lại thì không ở trạng thái tích cực thì đầu ra nó cũng xuất hiện mã tương ứng. Đấy. Và tương tự như khi đầu vào là x1 là bằng 1 đây thì các đầu vào còn lại là bằng 0 hết. Đấy. Và mã đầu ra tương ứng là 0, 0, 1. Việc tiếp theo của chúng ta là viết cái phương trình logic tối giản của nó. Chúng ta nhìn thấy A này. A có 1 này. 3 này. 5 này, 7 này. Đấy. 1 3 5 7. Thì chúng ta viết cái phương trình logic tối giản như sau. Đây. A sẽ bằng x1 cộng x3 cộng x5 cộng x7. Đấy. Đây là phương trình logic tối giản.
Tương tự B. B chúng ta thấy là 2 này, nó rơi vào 2 này. Đấy. 3 này. 3, đúng không? Cho nên là cái B ấy, cái B nó sẽ được như sau. x2 cộng x3 cộng x6 cộng x7. Đấy. Và cái C, cái C tương tự như thế thì sẽ bằng x4 cộng x5 cộng x6 cộng x7. Ở đây chúng ta vẽ sơ đồ logic thì chúng ta nhớ rằng nếu mà cộng với nhau ấy thì chúng ta dùng phần tử là O. Y nó sẽ bằng x1 nhân với cộng với x2. Còn nếu mà trừ ấy, còn nếu mà nhân ấy, à xin lỗi nhé, chỗ này là nhân nhé, nhân chứ không phải trừ đâu ạ. Thì y nó sẽ bằng là x1 nhân với x2. Đấy, thì chúng ta vẽ như sau. Đầu tiên là chúng ta vẽ A. A thì bằng là A sẽ bằng là 1357, đúng không? 1 này, 3 này, 5 này, 7 này. Rồi. Đấy. Đây là A. Tương tự như thế thì chúng ta vẽ các phần tử còn lại. Đây chúng ta vẽ như sau. Đấy. À chỗ này mình nhầm nha, chỗ này là C nhá. C thì bằng 4 4 5 6 7. 4 5 6 7. 4 O với 5 với 6 với 7. Đấy. Cộng thì phần tử là O. Mà N thì là nhân với nhau. Biểu diễn bằng diode thì chúng ta có như sau. 2K 3 đầu ra C, B, A. Đối với A, A nó là 1 3 5 và 7. Đấy. 1 3 5 7. Đấy thì tương tự cái B này. Cái B này là 2 3 6 7, đúng không? Và cái C này. Đấy, tương tự như thế. Cũng tương tự như thế thì chúng ta sẽ viết được cái phương trình logic tối giản của nó. Trong trường hợp mà dùng cổng logic là diode như sau. Đấy. x1 phụ cộng x3 phụ cộng x5 phụ cộng x7 phụ. Thì chúng ta viết ra nó là x1 x3 nhân x5 nhân x7. Tất cả phụ. Đây cũng tương tự. Cái 2 x3 x6 x7 phụ. Đấy, tương tự như thế. Và chúng ta sẽ vẽ được cái sơ đồ mạch trong trường hợp này. Việc này thì các bạn sẽ tự vẽ. Và ở đây chúng ta cùng nhìn lại cái bài học ngày hôm nay, đó là cái bài mã hóa nhị phân. Nhị phân là từ 8 sang 3. Thì chúng ta sẽ thấy viết bảng trạng thái, sau đó vẽ cái sơ đồ logic của nó. Và chúng ta biểu diễn bằng diode. Đối với dạng biểu diễn bằng diode thì chúng ta sẽ chuyển sang viết bằng cái phương trình logic diode như sau. Đấy. Vậy là buổi học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong cái buổi học tiếp theo.